Xin chào các bạn, thì hôm nay shop sẽ giới thiệu các bạn top 5 sản phẩm guitar cho người máy tập rất là tốt, được ưu đãi từ 35 đến 50%, đặc biệt là tri ân dành riêng cho các bạn mua hàng ở tuần này. Những sản phẩm mà các bạn mua từ 1 triệu 5 đổ xuống thì sẽ được tặng bộ dây kit 02 trị giá 150. Và nếu các bạn mua những sản phẩm guitar mà trên 1 triệu 5 thì shop sẽ tri ân mọi người một bộ dây ADC trị giá 420.000. Top 1 là sản phẩm CV120 cho người máy tập. Con này thì có giá giảm còn 950.000 thôi. Nhưng mà sản phẩm được thiết kế gỗ thịt nguyên tấm như này và action đặc biệt rất là thấp, có tia chống cong, rất là dễ bấm như những bạn tay ngắn và khó bấm như trên cái mặt đàn nha các bạn nha. Sản phẩm này thì cho một cái chất lượng âm thanh rất là vang và trong nên các bạn có thể chơi đệm hát và nhiều thể loại nhạc luôn nha. Dòng guitar top 2 sẽ là mẫu ES160 cho người máy tập. Thì dòng sản phẩm này được thiết kế chất lượng hơn, full gỗ thịt, lưng hông cần đàn là cần liền luôn và khóa đúc xịn nha các bạn nha. Con này thì có ti chống cong 2 chiều, con này thì 1.950.000 được giảm còn 1.200.000 trong tuần này thôi. Đó, ưu đãi tặng cho bạn một bộ dây kit 01 và rất là nhiều phụ kiện nha. Dòng đàn top 3 là mẫu S25 Pro với cấu hình là full gỗ điệp già và con vách 3 veo luôn. Cái sản phẩm này thì sẽ dành cho những bạn tập chơi, có thể chơi lâu dài và có thể chơi chuyên nghiệp luôn nha các bạn. Đó, cây đàn được thiết kế cần là gỗ cầm này, khóa đúc xịn luôn. Và sản phẩm này có một cái action rất là tốt nha. Đủ cho các bạn có thể thao tác và dùng nhiều kỹ thuật trên đàn. Âm thanh thì con này thì rất là ấm nha các bạn. Tiếng rất là sâu luôn. Sản phẩm này thì có giá là tầm 4 triệu và sẽ được giảm còn 2.550.000 thôi. Tặng cho bạn một bộ dây ADC và kèm rất là nhiều phụ kiện khác nữa. Dòng đàn guitar top 4 là sản phẩm ES32 Pro cao cấp. Đây là một sản phẩm được rất là nhiều bạn chơi chuyên nghiệp và những cái bạn chơi lâu năm lựa chọn. Đó, đạt rất là nhiều lượt bán và đánh giá tốt nha. Mặt tốt của nó là gỗ thông 2A. Đó, sớ gỗ rất là đẹp và đều, lưng hông là gỗ bằng lăng cườm. Đó, bằng lăng cườm 2A luôn. Vân cườm rất là đối xứng và đậm nha. Đã được sốt trộn lọc và xử lý gỗ rất là tốt. Cần là gỗ còng và bộ khóa đúc là bộ khóa mạ hợp kim ở chống bị si và bị rỉ nha các bạn. Sản phẩm này còn làm một cái vách ba veo rất là đẹp. Con này các bạn có thể tập chơi biểu diễn hoặc là mình dùng lâu dài chơi chuyên nghiệp luôn cũng được. Âm rất là trong nha các bạn nha. Sản phẩm này thì có giá là 4.500.000 và được giảm còn 2.850.000, vẫn tặng cho mọi người một bộ dây ADC và kèm rất là nhiều phụ kiện khác nữa. Và sản phẩm top 5 sẽ là một dòng guitar Classic ES32 Pro luôn. Dòng này thì là dòng guitar dây nylon nha các bạn nha. Top của nó là gỗ thông 2A, lưng của nó cũng là gỗ bằng lăng cườm luôn. Cho một chất âm rất là ngân vang nha. Sản phẩm này là dòng cao cấp, vẫn được thiết kế là vách ba veo. Sản phẩm này thì mọi người có thể thấy là ngựa lược là xương nè. Và cần liền nguyên tấm nha, không ghép ở phần này. Đó, sẽ được thiết kế một bộ khóa rất là xịn giúp giữ dây rất là tốt nha. Sản phẩm này có giá là 4.800.000 và được giảm còn 3.050.000. Đó, kèm rất là nhiều phụ kiện, bộ dây xịn và bao da và hướng dẫn sử dụng cho mọi người luôn nha. Bạn nào đang xem video mà muốn quan tâm và muốn xem thêm những sản phẩm của shop thì có thể liên hệ số trực tiếp số Zalo trên này hoặc là nhấp đường link mình để dưới này nha. Đó, sản phẩm của shop khi bán ra thì sẽ được bao test cho mọi người, bảo hành tới 3 năm và sẽ được tặng rất là nhiều phụ kiện. Ngoài ra shop còn hỗ trợ học đàn cho những bạn mới chơi nữa. Nên là bạn nào mua hàng ở xa cứ yên tâm khi đặt hàng bên shop nhé.